Dạ em chào chị. Dạ. Chị vừa nghe chị nói thấy cái bà Hải nào đấy, bà đang kêu gọi và làm những cái trò mà gọi là Dạ. cho cục pin mà đun nước này, xịt cay vào mặt nhân dân mình. Dạ. Những người nào mà đi ra mà chống giống như để Bà già rồi mà bà không tạo, không tu nhân tích đức mà bà tạo nghiệp làm chi cho khổ vậy bà, cho con của cháu. Người ta bảo là đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Mình sống gần này đến tuổi gần đất xa trời mà sao còn làm những cái điều nó ác độc ác lắm và chị, cùng dân mình. bà nói ác lắm, bà nói bà phát ngôn đó ác, cái miệng của bà phát ngôn ác lắm chị ơi, em nghe mà em còn rợn tóc gáy với bà. Hay là bà kiếp trước là bà họ Tàu em ạ, có khi họ Tàu, bởi vì Dạ con người như thế thì có nghĩa là chào thẳng bà không 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 còn đủ cái tỉnh táo, cái nhận chào thức. phân đổ. Mình cũng là Dạ con người Việt Nam máu đỏ da vàng, hiểu không? Dù dạ mình có cầm quốc tịch, mình có đi ra nước ngoài, mình cầm quốc tịch Mỹ hay quốc tịch Nga hay bất kể quốc tịch nào trên thế giới, thì trong người mình thì vẫn là dòng máu Việt Nam, em có nhận không? Dạ Vẫn đúng là rồi con chị. cháu Lạc Hồng, vẫn là dòng Dạ máu đỏ. Dạ Chị không nghĩ một người phụ nữ mà bà lại có tuổi như vậy mà bà lại nghĩ ra được những cái trò như thế, thì chị nghĩ còn thâm hơn cả thằng Tàu, cứ chửi Tàu chứ chính là mình còn thâm hơn cả nó, Dạ đúng rồi đúng không? Dạ đúng rồi Bao nhiêu năm, 40 mất gần một nửa thế kỷ thì mới có như là đất nước mình mới gọi là độc lập tự do, mới được có như là chủ quyền, có rồi nhiều sao. em công nhận không? Dạ đúng rồi chị. Mới được giành được chủ quyền, Dạ. mà mới giành được chủ quyền của đất nước, mà cũng nhờ công ơn của Đảng, của Bác Hồ. Nếu như không có Bác đi tìm đường cứu nước thì mãi mãi chị em chúng mình cũng Em chỉ là dân chào Alamit, chị không có tên trên bản đồ thế Nguyễn giới Học luôn, Bảo Trâm nha. Dạ đúng rồi chị. em có công nhận không? Dạ. Sẽ không bao giờ có tên trên bản đồ thế giới, sẽ chẳng biết đến Việt Nam là ai nếu như không có Bác đi tìm đường cứu nước, không có Đảng và Nhà nước, Dạ thì đúng làm sao chị em mình đấy, mình đấy, làm rồi. sao được 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 sống bình yên, đúng không? Cuộc Dạ sống đúng như hôm rồi. nay bây giờ cứ nghe cái bọn ba que nó chẳng làm được gì, nó cứ ngồi đấy, nó Dạ. coi như bản thân chúng nó như con ruồi nhục cổ rồi, chúng nó nói vậy nhưng chúng nó toàn những đứa ngụy quân tử, em có nhận không? Dạ. Ngụy quân tử hết, chẳng có đứa Dạ. nào mà không bảo là không sợ chết, đứa nào Dạ. cũng tham sống sợ chết. Nếu mà chúng nó ngon thì chúng nó cứ đi về mà làm, chứ đừng Dạ. lôi kéo dân lành của Việt Nam. Nhưng Dạ. thì một số thiếu hiểu biết chúng ta lại vướng vào, coi như là nghe theo chúng nó, cuối cùng là dính, coi như là mình đi đánh tội cho chúng nó, mà chúng nó ở điều xa, ở xa nó không gì đâu. Cái nhận thức của dân là mình vẫn chưa hiểu hết vấn đề đấy, Dạ. đâm ra vẫn bị chúng nó lợi dụng, nó làm những cái điều xấu. Thế thì chúng nó ở xa thì chúng nó có như bình yên vô sự rồi, chỉ có Dạ. khổ những người dân mình đã nhận 300 đến 500 nghìn Việt Nam mà cuối cùng phải đi bóc lịch. Thế thì hôm Dạ. qua chị cũng xem một cái bài đó mà kêu gọi nhân quyền cho cái con mẹ con nấm ấy, Dạ. thì chị nghĩ là, chị nói thật với em, ở nước ngoài nhé, nếu mà để nói kể cả cảnh sát, nếu mà đi đàn dịch mà chống bạo loạn như cảnh sát ở Philippines, nó lấy dù quân chết luôn đấy, đừng có nói đến chết mất xác luôn, đừng có nói là này, Việt Nam của mình như vậy là vẫn còn nhân đạo chán. Ở đây chị, ở đây chị biết rồi, Dạ. thực tế chị biết biết chính xác luôn. Cho Dạ. nên này, những cái lời chúng nó nói đấy chẳng qua thì nó bị dân thôi, em hiểu không? Dạ. Nó bị dân, hay đâm ra ở dân nhà mình nhiều khi cũng có những cái bức xúc, chẳng hạn như những cái một số vụ vừa rồi ở đây dân nhà mình không hiểu thì cũng có cái bức xúc, đâm ra nhiều khi là mắc mưu với chúng nó thôi. Chứ còn để mà nói nhá, nếu mà nói như chỗ bên này nó không bị dân, em biết con người Tây nó to, nó thể lực nó to như thế mà nó đầy đủ, cũng như là những cái vũ trang của nó trang bị đến tận răng, nó đánh cho mình nha, cũng phải bắt bế người ra chứ làm gì có cái chuyện không có đa coi ấy. Cho nên là cái bà đấy thôi thì già rồi, sống chẳng được mấy hơi đâu, tu thân tích đức đi, sống để phúc cho con cái, đừng ăn hết phúc của con cái như thế mà tạo nghiệp làm gì cho trâu dày ra đấy. Còn bà đừng có làm những cái điều mà như thế, người ta gọi là thất đức lắm, thất đức vô cùng, mà có mang tội với tổ quốc đấy, với nhân dân. Mình bây giờ không làm, không già rồi thì ăn đi bên vui vẻ với con cháu đi, đừng làm ba những cái trò đấy, ba những cái trò dơ bẩn đấy, nó không nên, để tiếp vô tình thì lại tiếp tay cho cái bọn ba que đấy. Nó chỉ lợi dụng những cái người mà nhẹ dạ cả tin, mà đang bức xúc với chế độ nhà mình, thì nó lại sọc vào những cái chỗ hổng đấy, để cho có nghĩa là nó tác động lên, em hiểu không? Dạ đúng rồi. Đâm ra con người nhà mình không không hiểu hết được.
á, cuối cùng phạm luật mà không biết mình tại sao mình lại phải vào tù, là cũng không biết tại sao mà mình lại phải, rõ ràng đấy là vô tình, là do mình tự tạo lên cho người ta cái lỗ hổng để người ta ấy vào thôi, người ta nhảy vào để người ta lợi dụng thôi. Chứ Dạ nếu mà đúng. mình cũng cứ kiên định cái tâm bất biến trong đời vạn biến đi, em có nhận không, Dạ đúng rồi không ai có thể làm gì được hết, không làm không. Còn Dạ. bọn để không có 90 triệu dân Việt Nam mình, Dạ. đúng không, mà để Dạ. thua mấy cái thằng Bắc Nga đến để xem nó làm được những cái gì, Dạ đúng rồi để xem nó làm những cái gì. Còn Dạ đúng rồi. đội chính quyền nếu mà nó lật đổ chính quyền ngon thì 43 năm phải bỏ chạy như thế để ra, để đi Dạ. làm trâu làm chó, đúng không? Dạ. Đấy, nó không 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 phải đổi đấy là ra, chúng nó là làm được thì không đúng phải mình, đúng không? Cho nên là chúng nó chỉ là cao còi thôi, không dám làm gì đâu. Còn một số cũng có thể được chúng nó trả về, để còn Việt Nam trả một số tiền lớn để về kích động bà con. Thế nhưng mà rồi những cái đứa đấy nó phải trả giá, còn bọn nó cũng tham gia, nó cũng ngồi vậy thôi. Thế mình chẳng có gì, đúng không? Thế còn cái bà đấy nó chị không biết nhiều tuổi hay ít tuổi, nhưng mà nói chung Bà là chắc bà bảo giống bà bạn đừng có tạo chị, việc bà giống bà là theo đâu rồi bà thầm phải cũng phải có tầm đấy, bà bốn ba giống bốn bà mấy. quá, dám làm dám chịu, bà có mặt cho mọi người xem là sao bà phải giấu mặt làm cái gì, đúng không? Nếu sao mình giấu mặt, mình dám làm thì dám chịu chứ, mà sao mình phải 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 ấy thế. Đấy, cùng lúc như đấy bà ngon mà cứ ra đi, bà cứ ra đi đấy, bà cứ ra đi để xem như thế nào. Chứ còn bà làm sao bà phải giấu mặt bà làm cái gì, đúng không? Đấy, cho nên là chị nghĩ là chị có nghĩa là bà con nhà mình bây giờ làm sao nói được cho bà con hiểu được ấy, để bà con được nghe thôi. Chị nghĩ cái hội bình chọn vừa rồi thì nhiều người người ta cũng phải là rút kinh nghiệm lắm rồi, cũng thấm lắm rồi, bây giờ mình không thể để cô như coi như là vớ vẩn, ngu dốt, ngu dốt thì còn tỏ ra nguy hiểm. Em có công nhận hay không? Dạ đúng rồi Bây giờ người ta không có gì quý hơn độc lập tự do. chị. Dạ Đã đúng ngu dốt tỏ ra mình đã không 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 ấy, ngồi đấy mà nói dương đông kích tây thì chị nghĩ như Dạ. thế là không nên. Ở đâu cũng thế thôi, rồi mình cũng chả phải về cố hương chứ, làm sao mình Dạ. đi mãi được đây, rồi mình cũng phải về cố hương chứ, không ai mà ở mãi đất thương người này đâu. Chị biết là em theo dõi bà rất là lâu lắm rồi, bà này em theo dõi lâu lắm rồi, bà rất là ác, bà tàn ác lắm. Bà là kêu gọi xúi giục cho những cái đứa mà bà chế những cái thứ độc hại để có chất axit luôn, bà nói là để chống trả lại lực lượng nhân dân. Bà rất là ác, cái phát ngôn của bà Bà nói theo nghiệp, bà ác lắm, bà rất là phát ngôn, bà rất là ác, em bà thấy theo em nghiệp, nghe. em bà gieo nghiệp thì bà tạo nghiệp ác, thì bà sẽ phải coi như là bà sẽ phải gánh đấy, mà bà không gánh được thì con cái bà sẽ phải gánh, con cái bà không hết nghiệp phải đến cháu của bà, thì bà làm cái điều đấy thì bà để bà được cái gì, thì hay là cái giá bà phải trả coi như là ấy, đúng không? Người ta bảo là mình sống làm sao để tu nhân tích đức cho con cho cháu, bà già rồi mà lại làm những cái trò coi như là như thế, mà nhất là còn chống phá nhà nước. Bây giờ bà nghĩ một nó không bao giờ làm nên mùa xuân, em cái nạn như bà thì không bao giờ làm nên được cái điều gì, bà chỉ ngồi đấy coi như là tôi thôi thương gõ mõ để bà Em đi chờ nha chứng thằng dân Lộc. thôi đấy. Em có nhận không, một con người sống như thế nó quá là nham hiểm, mà cùng với đồng loại nhà mình đấy, chứ không phải là mình làm như thế thì nó lại càng được, càng có nó lại càng càng kích động, đúng không? Bà Một này con là người đang kích động luôn rồi chị, đàn bà thì bà đàn bà này cái tâm bà ác mà bà là kích động luôn rồi, bà là từ đồng bà là chế tạo ra những cái chất chất axit, chất hơi cay rồi bà tạo ra để bà phân phát, bà chính bà lên những đàn bà nói luôn, bà quay trong những cái nhà bà ở luôn, em theo mơ dõi không bà làm được gì đâu, bà Sanh Hải á, tên bà Sanh Hải bà. không làm được gì đâu em ạ. Bởi vì bà làm được có một người, bà cứ gây cái tội cho một người Việt Nam thì đồng nghĩa với bà coi như là phải một 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 hàng bao Đúng nhiêu triệu rồi, con người, đúng người rồi, ta nhiều sẽ lắm. chỉ bà ta sẽ nhìn của bà, kể cả là bà có chết xuống tầng 7 tầng địa ngục cũng không thể nhắm mắt được, mà con cái bà cũng không bao giờ mở mặt lên được đấy. Người ta 100 năm bia đá vẫn còn, 1.000 năm bia miệng vẫn còn, như giờ thì bà sẽ bị người ta nguyền rủa, đúng không? Bởi vì là bà như thế có thể bán nước hại dân đâu, đúng không? Chính bà mới là người tự hại dân, hại dân mình chứ, bà Bà nghĩ thứ ra ba hai. cái trò độc ác như thế đấy. Bà thứ hai giống mình mà.
bà quá tàn nhẫn. đấy, bà tự hại một con người mà mang một đội lốt quỷ, một đội lốt người, đúng không? Dạ Em có công nhận với chị không? dạ đúng rồi chị nói Chị là đọc những cái đấy, cho nên là bà chồng như thế thì đúng không, hiểu là con cái bà chồng con bà sẽ nghĩ như nào khi có một người vợ, một người mẹ, một người bà mà cái tâm địa, cái dã tâm của bà lại lớn như thế ấy. Thì bảo còn bà thế thì bà còn hơn của Võ Tắc Hiên đấy, của Trung Quốc đấy. đúng rồi Hay chị là bà xem nhiều phim trưởng của Trung Quốc thì bà lại, giả sử của Trung Quốc thì bà lại lại ghi vai Võ Tắc Hiên, bà lại ăn nhập quá vào người, đến bây giờ cuối cùng bà lại nghĩ ra ba những cái trò độc ác cũng vậy chứ. dạ đúng rồi chị bà quá tàn nhẫn em coi lên cái diễn đàn lúc nào bà lên bà cũng 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 là bà nói là chết sống với là chính phủ chính quyền công an hết bà nói là trận này ngày 2 tháng 9 là chết sống một là công an lực lượng chết hai là mình chết để đòi lại đất nước tự do Em chẳng ơi, lẽ giờ có mồm đất thế nước mình thôi, chẳng qua là cái bọn bác ve ở xa nó dương đông kích lên cho nó ấy động kích động. Cái bà mà diều bà Sanh Hải diều diều sang nè bà Sanh Hải bà lên nói mấy lần đấy bà hay đi vô diễn đàn của ông nhiều Diệu Ngọc á bà nó chuyên gia lên diễn đàn Diệu Ngọc và bà rất là tuyên truyền là bà tuyên truyền khủng khiếp bà là tuyên truyền lắm bà chỉ những cách làm toàn chế những cái độc hại để chống chống đối lại lực lượng không á bà này một người phụ nữ mà bà rất là tàn 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 ác bà như Thế vậy thì chị mới bảo là ở ở Trung Quốc thì có Võ Tắc Thiên, không lẽ bây giờ Việt Nam cũng có, lại 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 cũng có Võ Tắc Thiên của Việt Nam. Đàn bà mà ác như thế thì làm sao ăn hết là hồng phúc của con cái, à người ta bảo là hồng đúng đâu, phúc đức đại mẫu. họ sống rất Thì chị nghĩ người ta bảo là đúng thật, người ta bảo đi bụt mặc áo cà sa, đi ma mặc áo giấy, cứ nhìn bạn là ra con người tử tế hay không, cứ nhìn bạn bè là ra ra mình, đúng không? Thì mình ra bạn bè, cho nên là mình nghĩ, chị nghĩ là cái bà Hải đấy thực sự ra là bà coi như đấy, bà không 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 phải là con người. Một người đàn bà mà độc ác, mang cái tâm địa độc ác xấu xa như thế thì chồng con nó mắc nhờ thôi, nó mắc lộc. cái bà này giấu mặt vừa vừa sang nè bà này bà giấu mặt bà không bao giờ bà đưa mặt lên mà bà là tuyên truyền rất là mạnh bà không dám đưa mặt lên chứ đưa mặt bà lên tại lúc nào bà lên là bà cũng giấu Bà mặt đó bà sợ luôn sợ coi như là dân nơi à, dạ bà sợ nói chung là dân bà này giấu mặt bà này là người Bắc bà này là người, hiện tại ở ngoài đâu Hải Dương á bà ở Hải Dương không phải bà bà đó đâu nếu mà bà sợ thì bà đừng có làm. Bây giờ quay đầu lại vẫn là bờ, quay lại mà sám hối thì vẫn là bờ. Thế còn nếu nếu mà bà mà không vẫn cứ cố tình như thế thì một ngày rồi đến cái bên, một ngày rồi đến 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 cơ quan coi như là chức năng, người ta cũng sẽ tìm đến tóm rồi. Bà dù bà là ai thì bên an ninh mạng người ta cũng chỉ phút mốt là người ta tìm ra thôi em ơi. Dạ Bây đúng giờ có rồi. phải như ngày xưa đâu. Mọi cái thời đại nó tân tiến rồi. Tin tức thì cập nhật. Chứ bà đừng nghĩ bà có đâu phải là thánh nhân mà bà cứ phải phát hiện thật hẳn đâu. Bây giờ an ninh nó chưa muốn rồi, an ninh nó một biết an ninh mạng một phát vào phát là tìm ra ngay, nó không vùng là ra luôn, nó có cái gì đâu. Ở nước ngoài hay trong nước đều thế, nghĩ chính xác nó là như vậy, đúng không? Dạ đúng rồi chị, cái này đúng rồi. Anh này nói đúng rồi đó. Nên chị bảo là phải giống mà. Con bà đủ, bà mà đủ can đảm, bà đã không phải giấu mặt, bà đã phải ra, bà nói như chị em mình cần gì phải sợ, đúng không em không? Tôi đây Thì tại nó vì nó đang làm thì phản mình hay động mà chị. tin. Nó nói là chấp nhận phản động Ừ. mà. Nó dám nó khẳng định lên nó chấp nhận nó phản động mà. Nó phản động luôn. Để Ừ. lật đổ đất nước mà nó chấp nhận nó phản động nó lên nói mạnh gì luôn nhưng có những người mà lại họ đi nghe theo những người giấu mặt lại chết chứ họ lại ngu muội cỡ đó Ừ. nếu mà họ không ngu muội thì mình cũng tốn hơi lên đây mình để mình nói đấy là họ có những người họ ngu muội giấu mặt mà họ tuyên truyền một cách y như một con nít họ kêu một đất nước mà lật đổ một cách đơn giản để xáo trộn đất nước lên nếu mà xây dựng lại một đất nước tốt đẹp như vậy
Nó phải đơn giản, đâu có phải là giống như là mình cầm một miếng bánh mình ăn là xong. Em Mình đi mua một mớ rau là xong. Mà giờ em có những người em cứ nghĩ như thế này này nhá, đúng không? Như kiểu cái chuyện như kiểu thì chỉ nói đơn giản thôi, là mình dễ này, dễ 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 mình nhận ra vấn đề trong một cái gia đình, đúng không? Bố mẹ con cái, còn cùng một bố cùng một mẹ sinh ra anh chị em mà còn mỗi người có một tính một nết, em có nhận không? Đúng không? Còn mỗi người còn một trên một dưới, còn mỗi người một tính một nết, còn trên không trên bảo dưới còn chẳng nghe được. Huống hồ chi là mình chỉ là thành phần một cái phần là một hạt cát trong một cái sao mà trong một cái gọi là một gia đình, là một cái tế bào nhỏ trong một cái xã hội lớn, đúng không? Em nghĩ không? Dạ đúng rồi chị. Thì làm sao mà, đúng không, mà làm sao bà đòi hỏi có như là dân nhà mình thế này này lại có cái thói này làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu đấy, muốn làm ít cái hưởng nhiều, em hiểu không? Có nhận Đúng không? đúng rồi chị, Đấy, đúng làm đúng, một làm ít một đại hưởng nhiều. cho nên cái đòi hỏi bao nhiêu cũng không thỏa mãn, không lấp đầy được cái sự thỏa mãn ở trong con lò, trong trong lòng của mỗi con người dân mình. Đấy, có nghĩa là người ta đòi Phải hỏi là phải với cái nọ, phải với cái kia. Đấy, cho có nghĩa là trăm châu đổi dòng, cái gì cũng đổi hết cho đảng và nhà nước, nhưng mà bản thân cá nhân của họ, đấy, người ta không tự cố gắng. Đúng không? Em có nhận không tự cố gắng mà đòi hỏi như thế, thì em bảo có đòi hỏi có thấy bao giờ thấy ngẫm thấy là mình đòi hỏi có ư là quá đáng hay không? Dạ đúng rồi chị. Ở tư bản nói với em rồi, mình làm mình ăn, không làm là không có ăn. Các nước phát triển đây thì nó có cái phúc lợi xã hội, thì người ta lương bên này với những cái người già hưu trí thì có gọi là tạm đủ sống thôi, chứ không phải là như mà như người nhà mình cứ nghĩ Là là chị như là Tây là sướng lắm, là phúc lợi xã hội cao, nhưng không phải đâu em. Người ta cũng phải làm, cũng phải ăn, cũng phải tự coi như lấy, chứ không phải là như người Việt Nam mình nghĩ sang Tây là vơ được. Tây nó có không làm có ăn không, đúng không? Hề đúng, nó còn làm nhiều hơn mình. Có những bọn 60 tuổi còn đi ra lại làm nhân viên, đi bán hàng cho người Việt Nam mình đây, em có tin đấy đấy. Dạ đúng Ở rồi, đây chắc nước không nào phải cũng đi vậy bán mà thuê chị. cho người Việt Nước nào cũng phải làm chứ. trước nhà mình ấy, bây giờ 60 tuổi rồi là đi ngồi lê, chứ còn ở bên này em đến 60 tuổi men nghĩ là Chiều sáng gọi ok là đi, chiều sáng ok.